Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Với chủ đề hoạt động tháng thanh niên năm 2022 là Thanh niên Lai Châu niềm tin và khát vọng tuổi trẻ, đã có nhiều phong trào tình nguyện, chương trình hành động của thanh niên tiên phong trong xây dựng đất nước. Trong những đợt hưởng ứng chiến dịch rời trái đất, các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo người dân trên địa bàn của tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực. Linh hoạt các biện pháp phù hợp với từng tình huống dịch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, góp phần duy trì ổn định phát triển kinh tế xã hội, chung sống an toàn với dịch bệnh. Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới, giới thiệu đến du khách. Giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, tìm hiểu về đầu tư tại tỉnh Lai Châu. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 26 tháng 3 tại sân vận động huyện Phong Thổ đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 5 năm 2022 và lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện Phong Thổ lần thứ 5 năm 2022 có 25 đoàn vận động viên đến từ các xã thị trấn và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn của huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu bao gồm bóng đá 7 người, điền kinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đại hội thể dục thể thao là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 6 năm 2022 trong thời gian tới. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 6 năm 2022. Đại hội diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 3. Cũng trong lễ khai mạc, lãnh đạo huyện Phong Thổ đã phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kêu gọi toàn thể công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau lễ phát động đã có gần 500 người hưởng ứng ngày chạy vì sức khỏe toàn dân. Cũng trong sáng 26 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, các phòng ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên của hai đơn vị. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng tham dự lễ ra quân trực tuyến chương trình Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đầu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đối với đoàn thanh niên sẽ đảm nhận những việc khó, những việc lớn, thách thức để khẳng định vai trò xung kích. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp vì cộng đồng, là cánh tay nối dài của chính phủ. Thể hiện sự quyết tâm của cán bộ công nhân viên cũng như đoàn viên trên toàn mạng lưới, tại buổi lễ, lãnh đạo tổng công ty, đầu cầu các huyện, thành phố cùng cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên đã hô vang khẩu hiệu quyết tâm Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Ngày sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên của ngành bưu điện và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đồng loạt ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời chia thành các nhóm nhỏ phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp tới hộ kinh doanh, người dân tại các chợ, khu dân cư. Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2022, nhằm tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong các liên đội.
Hội Đồng đội tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng huyện đoàn Than Uyên tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn tại trường trung học cơ sở xã Phúc Than, huyện Than Uyên, thu hút sự tham gia của 858 đội viên thiếu niên và nhi đồng. Tại ngày hội, Hội Đồng đội tỉnh đã trao tặng 30 bộ sách góc học tập cho các bạn học sinh và thầy cô giáo trường trung học cơ sở Phúc Than với trị giá 6 triệu đồng, 20 phần quà trị giá 4 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề hoạt động tháng thanh niên năm 2022 là Thanh niên Lai Châu niềm tin và khát vọng, tuổi trẻ Lai Châu tự hào được tiếp bước dưới lá cờ Đảng, được giáo dục phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ đó, tuổi trẻ đã ra sức thi đua chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Cộng hưởng những niềm tin và khát vọng của mỗi cá nhân, các bạn trẻ mang trong mình những hoài bão lớn, sẵn sàng xung kích tiên phong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 3, nhiều phong trào tình nguyện, chương trình hành động đã ghi lại dấu ấn màu xanh của tuổi trẻ. Khởi đầu cho tháng thanh niên, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện thành đoàn tổ chức chương trình Hành trình thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tháng 3 biên giới năm 2022. Thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn tỉnh. Trong tháng đã có 5 lượt hành trình thanh niên đến các cột mốc với 50 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua hành trình, thôi thúc lòng yêu nước cho các cán bộ hội viên thanh niên tích cực bảo vệ các cột mốc, giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của đoàn, của hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên thanh niên. Và năm nay, năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh đoàn lựa chọn chủ đề Tuổi trẻ Lai Châu, niềm tin và khát vọng. Với những trọng tâm cao điểm là các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh. Và thông qua những hoạt động này thì đã góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp của thanh niên Lai Châu, biết cống hiến, biết chia sẻ, biết yêu thương, đồng hành cùng với nhân dân và đoàn viên thanh niên chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 và góp phần kế thừa những tinh thần, giá trị của những lớp thanh niên đi trước và phát huy những phẩm chất cao đẹp của thanh niên trong thời đại mới. Nổi bật trong các hoạt động đó là chương trình Tết trồng cây, huy động hơn 50 đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân thực hiện thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường địa phương, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch đẹp. Đến nay, hơn 1.700 cây xanh được trồng tại các trụ sở làm việc hay ven đường của huyện, thành phố, góp phần chung tay chống biến đổi khí hậu. Tuổi trẻ đoàn viên thanh niên công an huyện Phong Thổ chúng tôi xác định Tết trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với đoàn thanh niên công an huyện Phong Thổ, chúng tôi đã triển khai một số hoạt động để hưởng ứng trong thiết thực, đó là có những hoạt động thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh để làm sao mà đưa cái hoạt động của đoàn thanh niên công an huyện Phong Thổ cùng với đoàn thanh niên của huyện có một cái bước phát triển mới. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên năm 2022, Thành đoàn Lai Châu đã phát huy tinh thần sáng tạo, tính thẩm mỹ, kỹ năng hội họa, biến 80 cột điện trên đường Ngô Quyền, phường Tân Phong trở thành những tác phẩm hội họa sinh động. Qua công trình cột điện nở hoa nhằm cải thiện mỹ quan đường phố, mang đến một làn gió mới, giúp mọi người yêu đời, yêu cuộc sống hơn và nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đường phố quanh ta. Để hưởng ứng tháng thanh niên, nhận lời kêu gọi của Thành đoàn Lai Châu cũng như là kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, thì bản thân chúng tôi là nhóm giáo viên mỹ thuật cấp tiểu học cũng như là cấp trung học cơ sở của thành phố Lai Châu cũng đã rất là mong đợi và nhận được cái lời mời này, thì chúng tôi đã quyết tâm thực hiện cái công trình cột điện nở hoa của đoàn thanh niên thành phố. Trong các cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn để vẽ lên các cây cột điện này là chủ yếu là các loài hoa thể hiện những loài hoa đẹp, cũng như là thành phố nó luôn luôn có cái
sắc xuân đấy ạ, và luôn luôn nở hoa, luôn luôn có cái sự tươi mới và sự hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì cũng vẽ những cảnh núi rừng, những loài cây, loài hoa như hoa ban, hoa đào, thể hiện được cái đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, đặc biệt là của Lai Châu, và cũng như là để tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của hoa ban Lai Châu, với cái mong muốn là cho thành phố sáng, xanh và sạch đẹp hơn. Và rất là mong các bạn trẻ, các bạn học sinh, các bạn thanh niên, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn và bảo vệ cái công trình cột điện, cũng như là giữ gìn cái môi trường sống của thành phố chúng ta ngày một đẹp hơn ạ. Nổi bật cho phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2022, các cấp đoàn hội trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng chương trình Túi an sinh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng triển khai. Trong mỗi chiếc túi an sinh được các bạn đoàn viên thanh niên chuẩn bị gồm nước sát khuẩn, khẩu trang, đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đã có hơn 300 túi an sinh được trao tặng với tổng trị giá trên 78 triệu đồng giúp đảm bảo an sinh xã hội. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giúp hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu đẩy lùi đại dịch. Thực hiện phối hợp với ban ngành đoàn thể của chính quyền của tại địa phương cũng như là của các thôn bản để thực hiện thường xuyên một ngày hoặc là định kỳ để cho thăm khám cho bà con, để bà con yên tâm cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam kết nối dự án Sức mạnh 2000, tìm nguồn tài trợ hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, đầu tư xây dựng 5 điểm trường, 12 phòng học và phòng công vụ. Các công trình dự kiến hoàn thiện, khánh thành và bàn giao sử dụng trong tháng 4 năm nay. Mỗi công trình đều chứa đựng tâm huyết, công sức và sự sáng tạo của thanh niên Lai Châu với niềm tin và khát vọng xây dựng Lai Châu an toàn, giàu đẹp và văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì với sự đồng hành phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại tỉnh Lai Châu, trong những đợt hưởng ứng chiến dịch, các ban ngành đoàn thể cùng với đông đảo người dân trên địa bàn của tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, qua đó đã cùng với cộng đồng thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh. Được chính thức tổ chức vào năm 2007 và tổ chức tại Việt Nam vào năm 2009, giờ trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm 2022, chiến lược giờ trái đất năm sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 27 tháng 3 với thông điệp kiến tạo tương lai và nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Lai Châu đã thường xuyên hưởng ứng giờ trái đất, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức người dân tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Trong những năm qua thực hiện chiến dịch giờ trái đất thì trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những cái kết quả tích cực. Nhưng các tổ chức cá nhân đã thực hiện nghiêm túc việc tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết tại các cái khu vực công cộng, rồi các cái biển quảng cáo, và thực hiện nghiêm cái việc sử dụng các thiết bị điện tiêu tốn ít năng lượng. Đồng thời thì các đơn vị, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng đã đổi mới công nghệ để thực hiện việc sử dụng nguồn năng lượng. Với vai trò là đơn vị nòng cốt triển khai hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, chiến dịch giờ trái đất năm nay đã được Sở Công Thương cùng Công ty Điện lực Lai Châu tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện, thị trấn, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa của chiến dịch giờ trái đất năm 2022 đến người dân bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền về các nội dung tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của đơn vị. Nhắn tin tuyên truyền đến các khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022.
đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2021 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình, trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo của đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Sở Công Thương đã tổ chức triển khai tới các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp ngành công thương cùng tổ chức các hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ sử dụng động vật hoang dã và hướng tới tiêu chí thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Chiến dịch giờ trái đất là sự kiện có ý nghĩa to lớn, qua đó không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm điện mà còn thể hiện ý thức của người dân trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm thải carbonic, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Bởi thế, mỗi chúng ta hãy cùng thực hiện những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn, bắt đầu ngay từ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 19:30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Phong Thổ, phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 0322H bắt 3 đối tượng. Gồm Võ Văn Mến, sinh năm 1984, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, và Tăng Văn Phúc, sinh năm 1982, Tăng Ngọc Khanh, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm. Tăng vật thu giữ gồm một cá thể hổ trọng lượng trên 200kg và một số tài liệu, đồ vật có liên quan. Tại cơ quan chức năng, ba đối tượng đã khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá là 615 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát của xe nhằm đánh lạc hướng các lực lượng chức năng. Được biết, cá thể hổ được thu giữ là động vật thuộc nhóm 1B, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định số 06 của Chính phủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc là Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Về tổ chức thực hiện, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học. Tính đến ngày 25 tháng 3, cả nước đã tiêm được tổng số 204.566.009 liều vaccine. Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã linh hoạt cụ thể hóa bằng các biện pháp phù hợp với từng tình huống dịch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, góp phần duy trì ổn định phát triển kinh tế xã hội, chung sống an toàn với dịch bệnh. Người dân trên địa bàn của xã cũng đã chuyển sang thích ứng an toàn, nâng cao ý thức tự giữ gìn cho bản thân, bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng, tiến tới từng bước bình thường hóa với dịch bệnh. Cũng giống như nhiều người dân trong xã, sau nhiều lần được tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, chị Nùng Thị Kiện ở bản Hợp Nhất, xã Bản Bo đã không còn hoang mang lo lắng mà luôn chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đi lao động hay đến những nơi đông người. Đây chính là cách để chị bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong cuộc sống bình thường mới trước những diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Thì trước đây xuất hiện những ca dịch COVID thì tôi cũng lo lắng vì sợ mình nhiễm bệnh các kiểu. Hiện nay thì người dân cũng thích ứng với việc COVID-19. Đi làm thì mình thực hiện tốt các biện pháp đeo khẩu trang, thực hiện 5K. Dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát trên địa bàn xã vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, ở 3 trên 13 bản.
Sau gần 2 tháng kể từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã Bản Bo đã cơ bản được kiểm soát, người dân có cuộc sống bình thường mới. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, cửa hàng buôn bán trên địa bàn chủ động triển khai nhiều biện pháp để vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất kinh doanh. Khi người dân đến là sẽ thứ nhất là khẩu trang và giãn cách khử khuẩn theo đúng cái phương châm về phòng chống dịch của nhà máy. Suốt quá trình làm việc, tất cả các công nhân đều là phải đeo khẩu trang 24/24 giờ và thực hiện sát khuẩn và giãn cách theo như xưởng đây thì đều là mỗi người một khoảng cách, không có gần quá, bởi vì mình cơ sở sản xuất là đều là theo các cái dây chuyền, cho nên là không có tiếp xúc gần. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xã còn phát huy hiệu quả 13 tổ COVID cộng đồng ở 13 bản để nắm chắc số dân đi đến địa bàn, thực hiện quản lý giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Cấp ủy chính quyền ở đây không lơ là chủ quan mà luôn coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thích ứng, chung sống an toàn với dịch bệnh và tập trung khôi phục phát triển kinh tế. Và tâm lý của bà con hiện nay cũng rất là yên tâm và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của địa phương và cũng nghiêm chỉnh chấp hành những cái biện pháp khuyến cáo về phòng chống dịch do ban chỉ đạo phòng chống dịch xã khuyến cáo bà con. Và hiện nay thì cơ bản là cuộc sống của bà con đã trở lại bình thường và thực hiện được cái mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thì hiện nay là tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế trên địa bàn xã đã trở lại trạng thái bình thường. Với những giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến phòng chống dịch hiện nay, xã Bản Bo, huyện Tam Đường đang bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh, gắn với duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu có sự phát triển mạnh mẽ. Các dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển đa dạng và linh hoạt theo nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường, cơ sở hạ tầng công nghệ của các ngân hàng ngày càng phát triển. Các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ, ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking đã và đang được người dân sử dụng ngày càng phổ biến. Năm 2021, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 87% trên tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, thanh toán qua Internet có 1,9 triệu giao dịch, giá trị đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Qua kênh điện tử có 3,1 triệu giao dịch, giá trị đạt 14.000 tỷ đồng. Thanh toán qua điện thoại có 4,5 triệu giao dịch, giá trị đạt 57.000 tỷ đồng. Nhận thức và ý thức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động mua bán, thanh toán và tiêu dùng hàng ngày được cải thiện. Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng sự cố gắng nỗ lực của các địa phương và doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ở mức tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 912 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như điện sản xuất trên 906 triệu kWh, đá xây dựng trên 120.800 m3, chè các loại 680 tấn, gạch xây dựng gần 19 triệu viên, xi măng 615 tấn. Cũng trong quý 1 năm nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án thủy điện hoàn thành phát điện với công suất lắp máy 31,9 MW. Trong quý 1 năm 2022, huyện Tân Uyên đã thông báo thu hồi đất của 77 hộ gia đình và 3 tổ chức để thực hiện 4 dự án, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 4 dự án trên với số tiền trên 86 tỷ đồng. Huyện đã thu hồi 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp năm 1999 của 7 hộ gia đình do sai diện tích, mục đích sử dụng đất. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên sẽ quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm các nội dung chính đã phát sóng trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật đầu tư, luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần chủ động nắm bắt, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề còn bất cập để kịp thời xem xét giải quyết, đồng thời động viên khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng của Lai Châu. Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, cộng hưởng những niềm tin và khát vọng của mỗi cá nhân, các đoàn viên thanh niên mang trong mình những hoài bão lớn, xung kích tiên phong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào tình nguyện, chương trình hành động đã ghi lại dấu ấn của tuổi trẻ Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 26 tháng 3 tại sân vận động huyện Phong Thổ đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 5 năm 2022 và lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 5 năm 2022, phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kêu gọi toàn thể công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Tại Việt Nam, chiến dịch giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3. Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 diễn ra chiến dịch giờ trái đất. Giờ trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và thiết thực thực hiện trong ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Chủ đề của năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai. Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Phong Thổ phá thành công một chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển một cá thể hổ trọng lượng trên 200kg từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ. Vừa rồi là một số nội dung chính đã phát sóng trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.